Sau đây sẽ là bài Marching Season. Bài này được dịch ra tiếng Việt là Mùa Diễu Hành. Bài này được sáng tác bởi Yanni. Cho bài này con thích nhất đoạn cuối và đoạn giữa, bởi vì nó nghe rất là yên tĩnh và dịu dàng. Còn khúc giữa thì rất là sôi động và kịch tính. Đây cũng là một trong những bài con đánh trong Neo Kid Competition và đạt giải Grand Prize mà mọi người thưởng thức.